mối quan hệ giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường xấu đến mức độ nào? Ảnh hưởng chính trị của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn rất lớn với chính trường Việt Nam, cùng với bề dày kinh nghiệm gần 8 năm nằm gai nếm mật để lội nước ngược dòng và cuối cùng đã thành công. Đây là lý do trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là đã và đang trong tình trạng bế tắc và nguy ngập. Giới quan sát tin tưởng rằng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Ba Dũng, ông Tô Lâm sẽ hóa giải được tình thế và dễ dàng vượt qua. Sự mâu thuẫn của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trở thành tâm điểm trong cuộc chiến quyền lực hiện nay, mà nguồn gốc sâu xa được cho là do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một lãnh đạo được cho là một có mối quan hệ rất thân thiết với Bắc Kinh. Việc ông Trọng đã ký kết tới 27 văn kiện bí mật với phía Trung Quốc trong các chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Kinh vào các năm 2015 cho đến 2017 đã cho thấy điều đó. Ngoài ra, ông Trọng thường xuyên thăm Trung Quốc sau mỗi kỳ đại hội của Đảng, được xem như một hình thức báo cáo kết quả với lãnh đạo Bắc Kinh. Điều đó cho thấy sự phụ thuộc của chính trị cũng như mối quan hệ bất bình đẳng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ đó cũng tạo ra những lo ngại cho rằng Việt Nam có thể ngả quá nhiều về phía Trung Quốc với sự chi phối từ Trung Nam Hải. Thậm chí có nhiều bằng chứng cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo được ảnh hưởng trong quá trình lựa chọn nhân sự cấp cao của Việt Nam. Cụ thể, Trung Quốc được cho là đã sử dụng ông Lương Cường để mà khống chế đối với Việt Nam trong quỹ đạo ảnh hưởng của mình. Với tham vọng không hề giấu giếm của Trung Nam Hải cho thấy, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 tới đây sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tân Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam khả năng cao sẽ là Lương Cường chứ chưa chắc đã là Tô Lâm. Không chỉ bởi vì Đại tướng Lương Cường từng đóng vai trò là Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị của Bộ Quân đội, đồng thời ông Lương Cường đã tham gia hai khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Trung Quốc. Đây là lý do Đại tướng Lương Cường liên tiếp được đặc cách làm trường hợp đặc biệt trong việc bổ nhiệm vào các vị trí thường trực Ban Bí thư cũng như chức vụ Chủ tịch nước như đã thấy. Theo quy định số 214, để lên được ghế thường trực Ban Bí thư cũng như chức vụ Chủ tịch nước, đòi hỏi nhân sự được lựa chọn cần tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Ông Lương Cường chưa kinh qua làm lãnh đạo cấp bộ hay tỉnh, thành phố. Điều đó khiến cho công luận nghi ngờ có sự thao túng từ Trung Nam Hải. Việc thường trực Ban Bí thư Lương Cường bất ngờ sang thăm Trung Quốc theo lời mời của ông Tập Cận Bình trước khi Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu chuẩn thuận, giữa lúc Tổng Bí thư Tô Lâm đang thực hiện chuyến công du ngoại quốc hơn 2 tuần, điều đó đã làm dấy lên những suy đoán về sự can thiệp của Trung Quốc trong việc lựa chọn lãnh đạo Việt Nam cho chức vụ Chủ tịch nước. Đây cũng là lý do dư luận xã hội đã hết sức lo ngại Chủ tịch nước Lương Cường sẽ đưa Việt Nam trở lại quỹ đạo của Trung Quốc như dưới thời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những điều vừa kể trên cho thấy rằng sự mâu thuẫn giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường là hệ quả của cuộc chiến quyền lực dai dẳng, một mất một còn, không có hồi kết. Giữa cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các hậu duệ, đây là cuộc đấu tranh giành quyền lực hết sức phức tạp với nhiều diễn biến và hệ quả trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời sẽ còn nhiều ẩn số và diễn biến khó lường từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14. Đã đến lúc cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng gọi tên Tập đoàn Xuân Cầu. Ông Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay mới chỉ có hơn 3 tháng. Nhưng trong thời gian hiện nay, ông Tô Lâm lại đang rơi vào tình trạng thập diện mai phục. Thậm chí có khả năng cao ông Tô Lâm có thể nhỡ chuyến tàu mang tên Đại hội 14 là điều rất có thể. Theo giới thạo tin, nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở thời điểm hiện nay đã và đang có nhiều vấn đề phức tạp và nguy cơ đe dọa vị thế của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Với lý do Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương mà lại không kiểm soát được quân đội, đặc biệt là Tổng cục 2 tình báo quân đội là điểm yếu khó có thể tha thứ. Trên cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là đã dùng đòn đánh dưới thắt lưng đối với Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến công du Nam Mỹ. Tổng Bí thư Tô Lâm đang cố gắng thâu tóm quyền lực trong Đảng, đồng thời xây dựng thế lực chính trị mạnh lên, để qua đó công ty Xuân Cầu của em trai ông là Tô Dũng trở nên lớn mạnh và có khả năng lũng đoạn nền kinh tế quốc gia. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sẽ không thu phục được nhân tâm, nhất là lực lượng hơn 5 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản. Theo giới phân tích, sự cố ông Lương Cường cho chuyến thăm Nam Mỹ, việc ông Tô Lâm có thể trụ lại đến Đại hội 14 hay không là điều cũng không hề dễ dàng. Trong khi đó, có nhiều biểu hiện cho thấy các tướng lĩnh tác chiến của Bộ Quốc phòng
dưới sự chỉ huy của Đại tướng Phan Văn Giang đang có các biểu hiện thắt chặt sự đoàn kết với các tướng lĩnh thuộc lực lượng tuyên giáo của ông Chủ tịch nước Lương Cường. Đây là tín hiệu không tốt cho Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là ông Lương Cường là một nhân vật thân Trung Quốc và được Bắc Kinh hậu thuẫn tối đa. Tập đoàn Xuân Cầu Holding của ông Tô Dũng, em trai ông Tô Lâm với giá trị tài sản lên đến nhiều tỷ đô la, là một công ty gia đình mà ông Tô Lâm được cho là người đứng đằng sau. Theo giới quan sát, kể từ khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an tấn công liên tiếp vào các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam như tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An, v.v. Không phải chỉ để hạ gục các đối thủ chính trị mà còn nhằm tạo ra điều kiện cho tập đoàn Xuân Cầu của đại gia đình ông Tô Dũng phát triển về lâu, về dài. Đó là lý do ông Tô Lâm càng củng cố quyền lực thì sự phát triển của tập đoàn Xuân Cầu sẽ càng phình to. Trong khi đó, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước do lo sợ quyền uy của Tô Lâm nên phải luôn cúc cung phụng sự gia tộc này. Hồi tháng 5 năm 2024, khi ông Tô Lâm mạnh tay đánh vào tập đoàn Thuận An, khiến ông Vương Đình Huệ ngã ngựa giữa dòng phải rời cuộc chơi. Lúc đó, tờ báo Quân đội Nhân dân, tiếng nói của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lên tiếng về các sai phạm của các doanh nghiệp tư nhân vi phạm trong việc liên kết làm ăn kinh tế với Bộ Quốc phòng. Quân đội khi đó đã có các biểu hiện sẵn sàng vào cuộc để lật hồ sơ sai phạm của tập đoàn Xuân Cầu Holding của đại gia Tô Dũng là người nhà của Tô Lâm. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, vụ án này đã bị xếp lại và từ đó đến nay vụ việc xem xét điều tra tập đoàn Xuân Cầu đã bị khép lại mà không có sự giải thích từ Bộ Quốc phòng. Các nguồn thạo tin cho rằng khả năng cao cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng sẽ xem xét lật lại hồ sơ liên quan đến tập đoàn Xuân Cầu Holding. Đây được cho là những tử huyệt chết người. Điều này có thể đẩy ông Tô Lâm vào tình trạng thân bại danh liệt. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin, đã đến lúc cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng gọi tên tập đoàn Xuân Cầu. Thấy gì có việc Việt Nam vinh danh nàng tiên nâu Nguyễn Đỗ Trúc Phương sống đẹp. Vào ngày 14 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra đánh giá bộ máy nhà nước quá cồng kềnh và kém hiệu quả. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, Việt Nam có khoảng 52.000 hội đoàn từ trung ương tới các địa phương được nuôi sống từ ngân sách nhà nước. Theo đó, vào năm 2023, con số khoản chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp của Việt Nam là hơn 92.000 tỷ đồng. Đây có lẽ là một trong lý do khiến cho mạng xã hội của người Việt Nam gần đây đã nổi sóng với nhiều ý kiến hết sức bất bình. Đó là vụ việc ba người nổi tiếng ở Việt Nam, bao gồm ca sĩ kiêm nhạc sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và idol Nguyễn Đỗ Trúc Phương, đã bị cơ quan công an bắt tạm giam với lý do đã dùng ma túy từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án VN10 để tổ chức sử dụng trái phép. Đáng chú ý, cô Nguyễn Đỗ Trúc Phương, một người nổi tiếng với các hoạt động từ thiện, người được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020, đồng thời là nhân vật chính trong chương trình Việc tử tế của Đài truyền hình Việt Nam VTV. Theo Bộ Công an cho biết, đến nay, liên quan đến vụ việc này, Ban chuyên án đã triệt phá thêm 146 đường dây băng nhóm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, hoạt động liên quan tại huyện, liên tỉnh, thành phố và khởi tố thêm 630 bị can, thu giữ 323 kg ma túy các loại và nhiều vũ khí quân dụng với số tiền giao dịch mua bán ma túy hơn 28.000 tỷ đồng. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày 16 tháng 3 năm 2023, bao gồm 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đã bị tạm giữ tại sân bay cửa khẩu Tân Sơn Nhất sau khi lực lượng hải quan phát hiện có hơn 11 kg ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng, hành lý của tiếp viên này. Sau một tuần điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả lại tự do cho 4 nhân viên vừa kể trên với lý do chưa đủ cơ sở để khởi tố vì họ không biết trong số hàng hóa vận chuyển có chứa ma túy. Tuy nhiên, ngay sau đó, một chuyên án lớn mang bí số VN10 đã được thành lập, dẫn đến việc triệt phá nhiều đường dây ma túy quy mô lớn như kể trên. Truyền thông nhà nước đã phủ nhận các cáo buộc trong 4 nữ tiếp viên đó có người là người thân của lãnh đạo Việt Nam, đồng thời khẳng định không có dấu hiệu cho thấy có sự liên quan của các lãnh đạo cấp cao đến vụ án hiện nay. 4 tiếp viên hàng không đã được trả tự do và không bị khởi tố hình sự. Trở lại câu chuyện thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa quyết định thu hồi giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 của idol Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Công luận thấy rằng đây là hệ quả tất yếu của bệnh thành tích nhưng vô trách nhiệm của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói chung và bộ máy công quyền Việt Nam
nói rộng hơn. Tại sao Nguyễn Đỗ Trúc Phương, một đối tượng từng sử dụng chất ma túy trái phép cũng như tham gia vào việc mua bán ma túy, mà lại trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái với xưng danh cô tiên từ thiện hay cô tiên của người nghèo? Dẫu rằng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã từ chối trách nhiệm khi bao biện rằng việc vinh danh Nguyễn Đỗ Trúc Phương với giải thưởng Thanh niên sống đẹp đã được thực hiện từ năm 2020 trước khi cô Phương phạm pháp. Sau khi Trúc Phương bị khởi tố và bắt giam vì liên quan đến ma túy, ngay lập tức cơ quan này đã quyết định thu hồi giải thưởng vào ngày 14 tháng 11 vừa qua. Đây là một bài học cho thấy các tổ chức hội đoàn, cánh tay nối già của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ trung ương xuống các địa phương được nuôi bằng ngân sách của nhà nước là vô tác dụng, thậm chí là gánh nặng cho đất nước. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin Thấy gì có việc Việt Nam vinh danh nàng tiên nâu Nguyễn Đỗ Trúc Phương sống đẹp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.